các bạn thân mến, mình có mặt ở Cần Thơ và đây là bến Ninh Kiều ban đêm. Thì các bạn thấy đó, đêm nay là lễ hội ở Cần Thơ rất là lớn và khai mạc cái phố đi bộ ở thành phố Cần Thơ. Sau khi mà đến cái phố đi bộ xong thì mình đến du thuyền ở bến Ninh Kiều. Thì các bạn thấy đây là cái đường xuống tàu giống như cầu tàu đó các bạn. Đây là những cái chiếc thuyền rất là lung linh huyền ảo, các bạn thấy rất là đẹp ha. Về đêm nghe có cái tiếng nhạc thật thật ha. Cái sướng mà mình đã lên cái tàu để được đi một vòng ở bến Ninh Kiều, cái nơi mà hết sức là nổi tiếng, ai cũng về Cần Thơ là tìm đến cái bến Ninh Kiều này. Để mình quay cái cảnh quan ở đây, hoa đèn, hoa đèn, mình thấy người bắt tay còn giấu người. Đây là những cái chiếc tàu mà đưa đi chợ nổi nè các bạn. Chiếc tàu đưa đi chợ nổi, các bạn thấy không, chờ sẵn đó. Còn đây là cái chiếc thuyền sẽ chạy cặp vòng vòng bến Ninh Kiều. Phải nói ở Cần Thơ tối rất là vui. Hôm nay thì tiết trời không được tốt lắm, một cái đám mưa, sau đám mưa đó thì tiết trời mát mẻ, rất là thuận lợi cho cái việc khách du lịch đến, rồi đến du thuyền Cần Thơ để đi một vòng bến Ninh Kiều. Nhìn cái chiếc tàu thấy rất là hoành tráng, rất là vui. Đây là cầu tàu nè các bạn, cầu tàu để xuống bến Ninh Kiều. Đây, những cái du khách ở xa đến người ta chụp hình nè các bạn ha, rất là đẹp, vui vẻ, có những cái tấm hình rất là đẹp. Quay lại một cặp hay là cặp xe tàu bến Ninh Kiều du thuyền Cần Thơ. Đây tàu đi chợ nổi, sáng mai mình cũng sẽ chào các bạn, các bạn trên du thuyền Cần Thơ. Và đây là cái chương trình văn nghệ phục vụ ở trên tàu, các bạn nghe rất là háo hức trong lòng không các bạn. Đây là một trên một cái chiếc thuyền và đây là trên tầng 3 một cái chiếc thuyền. Các bạn thấy tàu đang chạy với các bạn, bao nhiêu du khách đây các bạn thấy không? Bao nhiêu du khách nghe mọi bộ văn nghệ tại trên tàu rất là đông.
ta không còn tôi. Rồi mình quay tổng quan ở trên tàu thì đây các bạn thấy rồi nha. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm.